Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Quý vị thân mến, những bữa ăn ngon của gia đình không thể thiếu được sự hỗ trợ đắc lực của son, nồi. Bởi vậy, việc lựa chọn một bộ nồi ưng ý là điều rất quan trọng. Ngon Săn đã giúp chúng ta tiết kiệm thời gian bằng việc kết hợp bộ nồi 3 đáy với mã sản phẩm GE213306SG. Và ngày hôm nay với bộ sản phẩm này thì chúng ta có thể nấu được hầu hết những món ăn thông dụng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sản phẩm nhé. Bộ nồi 3 đáy Ngon Săn GE213306SG gồm 3 kích thước 16, 18 và 20. Với bộ nồi này chúng ta có thể thấy được màu sắc trang nhã, tạo cảm giác tươi mới. Ngoài ra thì chúng ta có thể nấu được tất cả các món ăn từ đơn giản cho tới phức tạp. Các món như luộc, canh hay thậm chí là nấu lẩu cũng rất tiện lợi. Bộ nồi được sử dụng chất liệu inox cao cấp, độ bền cao. Bề mặt bóng mịn, khó bị cháy xước. Đáy phẳng giúp nhiệt lượng tỏa đều khắp phần đáy nồi, giúp thực phẩm chín đều và nhanh hơn, giảm thiểu chi phí đun nấu. Bộ nồi sử dụng vung kính cường lực cao cấp, được tôi ở nhiệt độ cao nên rất bền bỉ, không bị nứt vỡ khi gặp va đập mạnh hay ở nhiệt độ cao. Xung quanh viền được bọc inox đẹp mắt, màu sắc trong suốt giúp dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong. Nắp nồi có lỗ thông hơi chống tràn khi đun sôi. Công nghệ nano giúp bề mặt cứng, chống chảy xước. Quai núm bằng inox gắn với nồi bằng đinh tán chắc chắn. Ngoài ra thì còn có bọc cách nhiệt giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong khi chúng ta di chuyển nồi. Với chiếc nồi như thế này thì chúng ta có thể thấy tay cầm ở đây còn có tác dụng trang trí để tôn thêm vẻ đẹp sang trọng cho sản phẩm. Bộ nồi có kết cấu đáy 3 lớp gồm 2 lớp inox và 1 lớp nhôm nguyên chất ở giữa, giúp cho nhiệt phân tán đều khắp nồi, làm thực phẩm chín đều, giảm thiểu chi phí đun nấu tới 20%. Bạn sẽ nấu ăn một cách ngon lành và nhanh chóng, tránh tình trạng nhiệt không tản đều, dễ gây cháy nồi, hỏng nồi. Đáy dày gấp 10 lần, giúp thu nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, giữ nhiệt lâu, chống cháy khét. Độ đồng nhất và độ đồng đều đáy cao, độ bám dính tuyệt hảo, không gây bong đáy. Dập ép dưới một máy dập chuyên dụng 1.600 tấn, đảm bảo sự liên kết bền vững. Bộ nồi inox phù hợp với mọi loại bếp, từ bếp ga, bếp hồng ngoại và đặc biệt là hữu ích đối với bếp điện tử. Ngoài ra, bộ ba nồi này còn giúp chúng ta nấu ăn một cách dễ dàng, thức ăn không bị bám dính, khiến cho việc lau chùi cũng trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Một số lưu ý khi sử dụng: không đun nồi trên bếp khi trong nồi không có thực phẩm, không dùng bàn chải sắt cọ vào bề mặt nồi làm mất đi độ bóng của nồi, không dùng nồi để lưu trữ thức ăn, nhất là các loại thức ăn có chứa muối. Với những tính năng hữu ích mà Kim Huệ đã chia sẻ ở phía trên mà giá bán của sản phẩm lại quá rẻ, chỉ khoảng 300.000 đồng. Không có lý do gì để chúng ta còn chần chừ cho việc đến ngay với siêu thị điện máy MediaMart gần nhất để dinh sản phẩm về nhà quý vị nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Nếu có bất cứ thắc mắc về sản phẩm, mời quý vị sẽ liên hệ đến tổng đài 1900 6788 hoặc trực tiếp truy cập vào website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!